Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một người phụ nữ mất ngủ cả đêm. Cô hỏi tôi là, ủa bây giờ em không ngủ hả? Sao em không ngủ giống như chị vậy? Nói chị ơi, chị không ngủ nhưng mà em thức rồi. Bên Nhật là 5 giờ sáng rồi chị, còn bên Việt Nam mới có 3 giờ sáng à. Nên là chị không nhớ em ở Nhật hả? Chứ em đâu có ở Việt Nam đâu mà chị hỏi em không ngủ được, em đâu có giống như chị. Nói chuyện với chị một lát sau, cái chị mới nói à, mỗi lần mà tư vấn chị nhìn thấy em có cái vẻ gì đó tâm linh và buồn buồn nên là chị mới chọn em. Chị ơi, mắt chị buồn, tâm chị buồn nên chị thấy ai cũng buồn giống như chị là không có đúng đâu. Cái tâm của em nó khác hoàn toàn cái tâm của chị. Còn bây giờ những cái vấn đề của chị á, em hiểu là như thế này. Chồng chị á là một người đàn ông á, ngay từ lúc đầu tiên họ đã không quyết định lấy chị rồi, nhưng mà do chị yêu người đàn ông đó quá nhiều, chị muốn kết hôn cùng với họ, chị đã làm giấy kết hôn giả và cuối cùng cái giấy kết hôn giả đó trở thành thật luôn. Và người đàn ông đó vẫn sống cùng với chị. Với chị thì người đàn ông đó rất là đàng hoàng tử tế và là một người có cái mô típ là mô phạm. Một người đàn ông tử tế với mọi người, nhưng với chị thì dường như người đàn ông đó không có tử tế như cái cách mọi người đang cảm nhận. Tức là mọi người luôn đánh giá anh là người tốt, nhưng ở bên cạnh chị thì chị cảm thấy không hạnh phúc. Và đằng sau cái cánh cửa gia đình nhà chị á, thì chị cảm giác như người đàn ông này rất là vũ phu, rất là không đúng và nói những lời mà khiến cho chị buồn. Và bây giờ là cái lúc mà chị không ngủ được á, là chị suy nghĩ đến cái chuyện mà lo hết cho con cái, nuôi dưỡng con cái xong rồi á, thì bây giờ chồng mình lại không còn thuộc về mình nữa. Em nói với chị một câu tàn nhẫn và nhiều người phụ nữ nên nghe và hiểu biết điều này. Thật ra người đàn ông không thuộc về các chị, không có thuộc về em và không thuộc về bất cứ một người đàn bà nào hết. Người đàn ông á, định nghĩa rõ ràng như thế này nè, họ xuất hiện khi mà chị, các bạn, các bà, những người phụ nữ có nhu cầu về ái dục, có nhu cầu về tình dục và có nhu cầu về cái việc mà kết đôi, kết hôn. Đó. Và họ sẽ đến cùng với các chị, các bạn trong giai đoạn đồng hành làm vợ, làm chồng. Khi mà nuôi dưỡng xong thì đa phần, em nói đa phần nhé, không phải tất cả nhé, đa phần là hết việc. Khi mà chị đã hết việc thì đó chính là cái lúc mà người đàn ông vẫn tiếp tục cái hành trình của họ với người khác chứ không phải với chị. Thế nên là chị giống hệt như là một chiếc xe đò. Chiếc xe đò bon bon ở trên đường, khi mà gặp vị hành khách đó, nó đón cái vị hành khách đó lên xe. Khi mà đón cái vị hành khách đó lên xe thì trên cái xe đó người phụ nữ và người đàn ông sinh con cùng với nhau. Khi mà con cái trưởng thành, có công ăn việc làm, kết hôn đâu đó rõ ràng xong, thì cái người hành khách đó bước xuống xe và tiếp tục cái cuộc hành trình của chiếc xe đò. Và người đàn bà vẫn ngồi trên chiếc xe đò đó. Thì em ví dụ như vậy để cho chị thấy rõ rằng người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của những người đàn bà để mà trả nợ những cái ân oán tình thù từ một cái kiếp nào đó. Chị mắc nợ người đàn ông, chị vun vén cho gia đình, chị lo lắng cho gia đình, chị bị người đàn ông đó đánh đập. Thì bây giờ chị quay lại, chị trả hết cho người đàn ông đó. Bây giờ người đàn ông đó lấy hết những cái món nợ từ chị rồi, thì người đàn ông đó không còn có nhu cầu tiếp tục lấy những cái món nợ đó từ chị nữa. Người đàn ông đem lòng yêu thương một người đàn bà khác. Rất là nhiều người hận người đàn ông đó và cho rằng người đàn ông đó là kẻ bội bạc, phụ tình, tệ bạc, không chung thủy. Đương nhiên là đời là như thế. Còn về đạo thì đó không phải là như thế. Đơn giản chỉ là hết duyên hết nợ với nhau thì họ sẽ không ở lại bên cạnh chị nữa mà thôi. Những bộ phim mà em chia sẻ với chị á, để cho chị khai mở trí tuệ và bớt cái tâm mà gọi là tâm tham ái, tâm tham dục đi á, thì đó gọi là những bộ phim gì? Ví dụ như là bộ phim Quán Âm Diệu Duyên, các bạn tìm xem nha. Trưởng Giả Kén Rể, Quán Âm Bán Cá, và những bộ phim hoạt hình như là Niệm Phật Thành Phật, rồi Cải Lương, hoặc là bộ phim Bài Học Ngàn Vàng. Đấy là một số các bộ phim khai mở trí tuệ, Liễu Phàm Tứ Huấn. Thì các chị xem và gõ lên YouTube tìm những cái thể trạng phim này, là khi mà các bạn, các chị xem á, thì các chị, các bạn sẽ thấy rằng cái trí của mình được mở và mình sẽ có những lời giải đáp tại sao tôi sống tốt mà chồng tôi không tốt với tôi, tại sao con tôi nó đến với tôi mà nó phá của, nó hỗn hào và cái đứa con nó làm cho tôi mất mặt, thậm chí mất mạng. Đó, đó là những cái bộ phim chia sẻ dựa trên giáo lý của nhà Phật, mà các bạn biết là Phật giáo là không có nói dối, mà người ta dựng thành những cái bộ phim
để mà răn con người. Đời và đạo á, đi song hành bên cạnh nhau. Đạo cứu đời, nhưng mà đạo xa vời quá với đời á, thì giống hệt như canh và thìa canh, không có ăn nhập gì với nhau. Thì trong cái tình huống của chị á, chị cần xem những cái bộ phim như vậy. Tại sao tâm chị không bình yên, chị không ngủ được? Vì sao? Chị đang đảo điên trong cái tâm ma. Chị nuôi dưỡng cái sự muộn phiền đau khổ quá lâu, thì đó chính là cái điều tác hại cho cái nghiệp chướng của chị. Đàn ông không có quan trọng nha. Đàn ông không quan trọng, mà hơi thở của chị quan trọng này. Việc sinh tử với chị là quan trọng. Chị sinh vào nhà ai, chị chết như thế nào, trong cái trạng thái như thế nào mới là điều quan trọng. Nghiệp lực của chị mới là quan trọng, còn đàn ông không có quan trọng như cái cách của chị đang si mê và nghĩ đến. Bây giờ chị đã hết việc với người đàn ông đó rồi, mà chị vẫn còn tham đắm đuổi theo họ. Một người đàn bà, bây giờ em hỏi, một người đàn bà, nếu mà chị không đặt mình vào cái câu chuyện tình của chị, em hỏi chị nè, một người đàn bà mà người ta cứ đuổi theo một người đàn ông mà không hề yêu họ, chán ghét họ, hoặc là thường xuyên nói những cái lời tổn thương họ, thì cái người đàn bà đó có phải bị điên không? Bây giờ chị nhìn ở bên ngoài đường đi, chị thấy cái người đàn ông kia không hề yêu cái người đàn bà kia, đánh đập chửi rủa, nói những câu phũ phàng, mày cút ra khỏi cuộc đời tao đi, mày đừng có bám theo tao nữa, tao van xin mày, mày đừng có chạy theo tao nữa. Giả sử như người đàn ông đó nói và hành động như thế, mà người đàn bà cứ chạy theo, anh ơi em rất yêu anh ơi hãy đợi em, anh ơi em làm tất cả mọi thứ cho anh, sao anh không có thương em, đại loại là tình trạng như vậy. Bạn có thấy rằng bạn nên khuyên cái người đàn bà đó đừng có làm những cái chuyện ngốc nghếch, si mê và ám độ như vậy không? Chắc chắn bạn sẽ có một cái lời khuyên giống như vậy. Nhưng mà vì nghiệp lực của họ, vì cái tâm ái dục của họ, họ không buông xuống được. Người đàn bà cố chấp vì sao? Nhiều năm ân ái với người đàn ông trên một chiếc giường, trong một cái căn nhà. Bây giờ thấy người đàn ông đó không còn mặn nồng với mình trên một chiếc giường, và không còn hạnh phúc cười nói với mình trong một cái căn nhà, thì tâm người đàn bà tham ái sẽ cảm thấy đau khổ chết ngất và không chấp nhận được điều này. Mà họ lại không hiểu rằng cái lúc mà mình sinh ra, mình là một cái cô gái, mình là một đứa bé, không có biết gì về đời sống tình dục, mình đã sống vui vẻ và thơ ngây như thế nào. Mình không có bị khổ đau như bây giờ. Rồi cái lúc mà mình có được người đàn ông đó, mình rất là vui. Đến khi mà mình không có được, mình lại muốn có được. Nhưng mà mình lại sống không có đúng cái quy luật của nó, là có rồi mất, đến rồi đi, hoa nở rồi hoa tàn. Cái gì nó đến, nó đã mang cái mầm ly biệt. Thì cái việc mà đến bây giờ sống với một người đàn ông mấy chục năm trong đau khổ, trong nước mắt, trong vui buồn, thì những cái điều đó mình đã hưởng thụ rồi. Có rất là nhiều người đàn bà tiếc nuối một cái khoảng thời gian rất dài chung tay vun đắp với chồng. Tiếc làm gì? Mình đã sử dụng nó rồi. Mình đã tận hưởng nó rồi, mình đã trải qua nó rồi, mình đã ngấm vào trong người. Cái lúc vui thì mình đã vui, lúc buồn thì mình đã buồn. Cái lúc hờn giận mình đã hờn giận rồi, không có cái gì luyến tiếc. Một cái ly nước mình uống rồi mà mình còn tiếc hoài, mình sống như vậy là sống đảo điên, sống trong quá khứ, trong khi hiện tại mình đã nuốt cái ly nước đó, thậm chí mình đi đào thải nó trong nhà vệ sinh rồi. Nhưng mà mình cứ ngồi mình tưởng tượng, mình nhớ lại hoài những phút giây đó, thì hoàn toàn là không có đúng. Còn tâm chị á, nó đang buồn phiền, nó đang muộn phiền, nên chị thấy rằng em buồn, em không nghĩ em buồn, còn tùy chị thôi, em không có tranh cãi với chị. Nhưng mà cái vấn đề chắc là chị đang nghĩ là ôi chắc nhỏ này chồng nó ngoại tình, hoặc là chồng nó, hoặc là đàn ông làm cho nó khổ đau nên nó mới có cái tư duy giống như thế này. Tùy chị thôi. Còn em giải thích cho chị một lời rõ ràng là tâm của em thoát khỏi những cái sự khổ đau và những sự ràng buộc nên em được như thế này. Em nghĩ rằng em được như thế này. Còn các chị thì nghĩ là ôi chắc bị như vậy. Tùy các chị thôi. Còn đứng ở quan điểm mỗi người, mỗi cái góc đứng khác nhau. Thế nên em mới nói với chị á, em kể chị nghe câu chuyện như này để thấy rằng cái góc đứng của mỗi người nó khác biệt nè. Có hai cặp vợ chồng đi vào trong một cái cửa hàng McDonald's. Thì cái vợ chồng này á, ăn có 200 ngàn thôi. Với hai đứa con ăn có 200 ngàn à. Họ ăn ít vậy thôi. Thì họ mới nhìn sang cái bàn bên cạnh, họ thấy một cái gia đình có ba đứa con, hai người vợ chồng nữa là coi như 5 người, mà ăn rất nhiều, gọi rất nhiều. Thì cái người ăn ít mới nhìn sang cái người ăn nhiều và nói rằng cái người kia là gia đình không có tiền, nên lần đầu tiên được ăn hoặc là rất là thích ăn món này, nên khi mà đến đây ăn cho thật nhiều, không có tiền nên mới ăn cố ăn như vậy. Nhưng mà cái người bên phía ăn nhiều kia cả, người ta gọi món nhiều món đó, người ta nhìn sang bên bà này, người ta nói tội nghiệp gia đình kia quá à. Bốn người mà ăn có 200 ngàn,
còn nhà họ 5 người mà ăn cả hơn 1 triệu. Chắc là nhà này nghèo. Đó. Cái người ăn ít thì nghĩ rằng cái người ăn nhiều là nghèo. Còn cái người ăn nhiều thì nhìn qua cái bàn ăn ít thì nghĩ là người đó nghèo. Chị thấy không? Cái quan điểm mình đứng ở góc độ nào thì mình nhìn, mình phản ánh cái tâm lý của mình, cái mắt của mình đứng ở góc độ đó mình nhìn người ta. Chứ có biết người ta giàu hay nghèo hay không mình đâu biết. Chị hiểu ý em nói không? Thế nên là chị đang nhìn thấy người khác buồn. Vì sao? Tâm chị buồn nên chị thấy mọi cảnh đều buồn. Trong cái câu chuyện Kiều có cái câu gì? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nên chị nghĩ rằng em cũng buồn giống như chị hả? Cái tâm của chị khác biệt và em cũng vậy. Thế nên em mới chia sẻ với chị về nè, đàn ông không có quan trọng. Chị sinh ra ở nơi nào, nói rằng cái kiếp sống của mình trong kiếp trước mình đã tu hành, mình được bao nhiêu. Trong hành trình sống với người đàn ông đó mình đã tạo ra những phước gì. Bây giờ chị đang bước vào cái tuổi về già. Cái tuổi mà về già xế chiều nó có nhiều cái điều phiền lụy, giống hệt như là sức khỏe con người ta bị suy giảm, hoặc là con người ta không còn cảm thấy vui vì thân thể mình trở nên nặng nhọc, da mình trở nên sạm sụi xấu xí đi, thì người phụ nữ mất tự tin, người phụ nữ cảm thấy rất buồn vì những cái điều mà mình không còn được như cái thời thanh xuân, cảm giác như mình sắp phải lìa xa cái cõi đời này, thì tham sống sợ chết, thì ở một cái trạng thái là như thế. Nhưng mà trong cái hành trình sống của mình á, bây giờ mình già thì mình phải được hưởng thụ, giống hệt như là cái cây sau khi á mà nó sinh ra những cái trái ngon, trái ngọt bị hái hết đi á, thì cái cây đó nó sơ xác. Nếu mà cái cây đó luôn luôn nuối tiếc về cái khoảng thời gian thanh xuân của nó mà nó tàn úa đi á, thì nó sẽ chết nhanh hơn. Còn bây giờ trong tình trạng của chị á, về già mà không được thanh thản, về già mà đảo điên trong cái chuyện mà thương chồng, ghen với chồng, rồi tức chồng yêu kẻ khác, đi đánh ghen rồi rình rập điện thoại. Cái điều đó nó trở thành một cái gọi là cái điều đó là cái điều người đàn bà không có phước. Đó. Chị thấy nè, rất nhiều người đàn bà vào chùa vác tay nải, nghe gọi là nghe kinh, đi niệm Phật vì sao? Vì họ muốn tìm đến cái sự giải thoát và tìm chút bình an cho mình trước lúc lìa xa cái cõi trần gian này. Còn có một số người đàn bà nằm trên giường, em biết câu chuyện đó nha. Tức là đến thăm một người đàn bà nằm trên giường thoi thóp nói rằng: trời ơi, tôi bị bệnh mà chồng tôi nó bỏ đi mấy ngày hôm nay rồi chưa có về. Nó đi với gái bác ạ. Tôi nói cho các bạn nghe, người đàn bà như vậy rất là khổ đau. Vì sao? Đến tận lúc chết vẫn không tỉnh mộng và không hiểu một cái nguyên lý rõ ràng là mình và người đàn ông đó cùng lên một cái chuyến xe đò. Họ hết việc với mình, họ xuống cái chuyến xe đò đó và chỉ còn một mình trên cái hành trình chiếc xe đò đó thôi. Và khi nào mình xuống chiếc xe đò đó là tùy vào cái cách nghĩ. Mình xuống chiếc xe đò đó với một cái tâm trạng vui vẻ hay với một cái tâm trạng phẫn nộ hay với một cái sự tức giận, sân si, thì do cái cách nhìn nhận và suy nghĩ của mình tạo thành. Bản thân chị cứ cố chấp vào người đàn ông đó. Chị nghĩ rằng người đàn ông đó ngày xưa không có yêu chị, bản chất không yêu chị. Ủa, người ta không yêu chị thì sao? Bản thân chị còn không biết yêu chị thì làm sao người ta yêu chị được? Chị hiểu ý em nói không? Người đàn ông khi mà không yêu một người đàn bà, người ta đã dạy cho người đàn bà biết cái cách: tôi không yêu bà thì bà tự yêu bà đi, tôi không yêu bà thì bà hãy tự đứng vững trên đôi chân của bà. Tôi không yêu bà, tôi hỏi bà một câu: lúc trước bà không gặp tôi, bà có trở nên như thế này không? Bà có trở nên một cái người bi lụy như thế này hay không? Còn bây giờ tôi trở về cái giai đoạn chưa gặp bà, tôi trả lại bà những cái ngày tháng mà bà chưa gặp tôi, tại sao bà lại trở lên như thế này? Ví dụ như người đàn ông đã hỏi bạn như vậy thì sao? Mình yêu mà chấp lụy, tất nhiên là con người không thể nào là sắt đá được. Nhưng mà cái tâm chấp ngã vào cái người đàn ông quá nặng, đến tận giây phút cuối đời rồi mà cứ mong người ta yêu mình, cứ chạy theo người ta để mà van xin tình cảm từ người ta, cái đó là một cái điều rất là tội nghiệp. Và đó là những kiểu người đàn bà không có phước. Chị hiểu em nói không? Thế nên là bây giờ chị cần phải nghe và thư giãn. Tâm chị nuôi ma, ma nó làm cho chị buồn phiền khổ sở. Tâm của chị nghe Phật, nghe những lời bình yên thanh thản, nghe những người nói để cho chị sáng trí ra, chị được bình an, chị bớt đau khổ. Nó giết khoảng thời gian trống vô nghĩa của chị trong cái tâm ái dục. Người đàn bà khổ đau trong tình ái, luyến ái sâu dày thì là cái kẻ mà tâm ái nhiễm dục tính quá nhiều. Lúc nào cũng muốn đàn ông yêu thương mình, lúc nào cũng muốn đàn ông che chở cho mình, không có cái khả năng sống một mình với riêng cái thế giới của mình. Người đàn ông chết đi thì người đàn bà đó cũng không sống nổi. Người đàn ông nó ngoại tình thì người đàn bà đó cũng lê lết, rồi tự biến mình thành kẻ điên, kẻ dại, kẻ rồ.
Những cái sự khổ đau, những căn bệnh liên quan đến trầm cảm, tâm thần là do đâu? Là do đau khổ mà không có được, do tham ái dục muốn có người đàn ông đó mà không chiếm, không đạt được, không không có được người đàn ông đó mà sinh ra cái tâm khổ đau cho nhiều người đàn bà. Đây là cái vấn đề mà chị cần phải suy nghĩ. Tôi nhắc chị là mua cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ đeo trước ngực để nhắc chị. Hằng ngày chị niệm Phật miên mật 6 tháng. Đầu tiên là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 3 tháng, xong đến 1 năm. Chị sẽ cảm thấy là không có một cái nỗi buồn nào có thể xâm chiếm được. Tại vì sao? Tâm trí của chị nói niệm Phật rồi mà chị vẫn buồn. Tại vì sao? Chị không miên mật, chị không tiếp tục. Chị niệm Phật xong cái chị nghĩ đến chồng của chị, cái chị buồn, xong cái chị nghĩ niệm Phật luôn. Thì cái hành trình niệm Phật của chị nó chưa đi đến đích. Chị không có chuyên tâm vào một chuyện. Niệm Phật cũng là một cái sự thiền định nha các chị. Mình không có thời gian ngồi thiền thì mình niệm Phật cũng là thiền. Mình ngưng những cái suy nghĩ đau khổ, mình ngưng những cái suy nghĩ khiến cho mình khổ đau á, nó cũng làm cho cái trạng thái của mình nó không bị rối loạn. Đó. Người mà nuôi dưỡng cái tâm sân hận lâu dài, đó chính là nuôi dưỡng một cái tâm ma. Nó đưa cho con người diễn tiến đến một cái tâm gọi là tâm loạn. Có nhiều người đàn bà tâm thần rồi quẫn trí, mất ngủ, rối loạn tiền đình, đau hết nửa đầu. Này nói kia là do đâu? Do đau khổ mà không giải quyết được, do tham ái dục từ người đàn ông, do muốn có được tình yêu từ người đàn ông mà không có được, nên tâm ham muốn mà không có được, cầu bất đắc khổ, sinh ra khổ. Đấy là những cái điều mà em muốn chia sẻ cùng với chị. Tỉnh mộng lại đi chị ơi, tỉnh mộng lại đi. Chị và người đàn ông đó đã hết việc với nhau rồi, thì bây giờ là cái giai đoạn mà chị lo cho thân chị. Chị sống cho chính chị đi. Cả cuộc đời này chị sống cho đàn ông, chị sống cho con của chị, tức là chị đã trả hết cái món nợ với chồng, với con. Đã đến lúc chị trả cho bản thân chị cái khoảng thời gian thanh xuân tốt đẹp, chị trả cho bản thân chị một cái nghiệp lành. Chị sẽ cảm thấy tốt đẹp cho mình khi mà chị thật sự thoát khỏi ái dục. Có những người phụ nữ xem kênh của tôi thoát khỏi khổ đau, và có những người phụ nữ đã là khách hàng của tôi, họ đã quay trở lại và nói rằng bản thân họ thoát khỏi được ái dục, nên họ cảm thấy họ rất là vui sướng và họ đang tận hưởng từng ngày, chứ họ không có cảm giác đọa đày sống như cái cách của chị đang phải trải qua. Đêm nằm mất ngủ, ngày thì không ăn được, lúc nào đầu óc. Cái não này 90% là đàn ông trong đó. Chị thấy không? Cuộc đời của chị nó bị rối là ở chỗ đó. Bớt yêu người đàn ông đi để mình thấy mình còn có chút thời gian quan tâm và yêu thương chính mình. Người đàn ông không yêu mình, họ dạy cho mình một cái bài học là hãy yêu bản thân mình đi, hãy đi trên đôi chân mà không có họ. Họ đến với bạn trong một giai đoạn và họ sẽ không phải là người cùng đi với bạn đến cái cõi gọi là tái sinh đâu. Thế nên là mình phải biết sinh ra một mình, chết đi một mình có con đường của mình, nghiệp của mình, hơi thở của mình, tắc thở là mình đi theo cái con đường riêng của mình, không có người đàn ông. Thế nên là người đàn bà phải tập những cái cách như vậy để tạo cái sức mạnh nội tâm và hiểu đúng, hiểu rõ cái quy luật của cuộc sống là có đến, có đi, có nở, có tàn, duyên đến thì kết, duyên hết thì buông. Đó mới là một cái lối sống trí tuệ, thuận theo tự nhiên. Đó là cái cách sống và chọn lựa của những người trí, chị nha. Rất là cảm ơn chị đã chia sẻ với tôi những nỗi khổ niềm đau. Đây là cái phần mà tôi muốn chia sẻ cùng với rất nhiều người phụ nữ có cái tâm si mê, luôn yêu người đàn ông quá mức, đến mức đánh mất mình trong chính cái cuộc hôn nhân đó, và không tìm thấy bản thân mình được hạnh phúc bình an khi mà tuổi già đã đến. Rất là cảm ơn các chị, các bạn đã lắng nghe kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ khác ạ.